ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀនអំពីអនុវត្តការតម្លើងចាប់ពីសប្តាហ៍មុនយើងរៀនអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅនឹង ISP ចឹងសប្តាហ៍មុនបន្តរៀន ISP ចឹងថ្ងៃនេះមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីលោកគ្រូនិយាយត្រួសត្រួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនសប្តាហ៍មុនមកការភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតហើយយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ ហើយធ្វើម៉េចយើងពេលដែលយើងអាចឆ្លងពី ISP មួយទៅ ISP មួយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតគឺការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមួយទៀតសវិសរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតហើយ ISP provider មួយទៀតដែលយើងដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់បានព័ត៌មានដែលកុំព្យូទ័របស់យើងត្រូវការព័ត៌មានអីខ្លះមួយទៀតយើងនិយាយពីបណ្ដុំទិន្នន័យដែលយើងសិនចេញទៅឆ្លងនេតវើកហើយយើងតេស្តពីប្រព័ន្ធ មួយទៅមួយដើម្បីយើងមកធ្វើមកឯណាល់ហើយនេះជាការយកតេសមើលទៅផ្លូវទៅដល់ពីចំណុចត្រង់កាប់ផ្លូវណាខ្លះនេះខ្លៅមួយទៀតគួរនឹង CMTS ឥស្លាមហើយជាមួយនឹងខ្សែយើងនិយាយពី ហើយយើងធ្វើបានបើសិនជាអត់ធ្វើវាវាទេយើងត្រូវការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់យើងភ្ជាប់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើហើយយើងប្រើកម្មវិធីវាវានេះលោកគ្រូនៅក្នុងនេះលោកគ្រូមានកុំព្យូទ័រមីក្រូហើយនេះគឺយើងមានកុំព្យូទ័រ គូមានកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងបើកគ្រឿងមកអូខេនេះគូត្រូវការមាន computer មួយ Windows 7 មើលទៅគូប្រើជាមួយ Windows 10 ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចគ្នាជាមួយបានហើយគូប្រើ Windows 10 ជាមួយនឹង computer ខ្ញុំពីគ្រឿងជាងនេះ Windows ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមដំណើរថ្មីមួយចឹងលោកគ្រូដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកកុំព្យូទ័រលោកគ្រូឲ្យសាងតិចគឺបិទកុំព្យូទ័រនេះសិនចឹងលោកគ្រូបិទកុំព្យូទ័រសិនចឹងលោកគ្រូដំណើរថ្មីមួយចឹងដើម្បីយើងដំណើរថ្មីទីមួយគឺយើងយកនេះថ្មីបងប្អូនទៅវិញយើងអ៊ីនស្តលវាវាទៅហើយ
you install VMware rồi dương ai cập ra cam thì VMware bán còn thì chúng ta tra máu chúng ta sẽ dùng tích chúng ta tra máu dương và cả một sân mùi thầm máy dương tra biệt nhiều nên dùng cầm sân thầm máy new virtual machine dương ai vô thay bị khó của bán custom trên được rưu pra version đập ra bố lại pra version tổ buôn cả bán lập cả bán lập môi cả bán lập buôn cả bán lại phẫu thì là rưu được pra workstation version 8 thì rưu dục cái custom custom đấy dục pra thầm mạnh vì fit cho mùi version thì biết tổng bà tiết rồi chuyện next anh được không đấy cụ thả bật sân dương miền phạt ai số mỗi dương anh dùng thêm tiền các bạn rồi cái dương mà dương miền đi chứ đã đi các bạn nên là cụ lý cái dụ cụ dụ biệt I will install operating system better mình ta cụ chờ operating system về background tổng áo lực cụ và đấy cứ dừng rơ prophet operating system prophet OS nè chương dùng về điện đối với OS chương độ em nên chạm miền bằng Open Microsoft Open Source Linux chương dùng Microsoft dùng Windows chương bật sân dùng score của bên Windows dùng và mà thế anh học muốn cứ học sự buồn anh phải muốn anh học buồn anh cụ mình học thân mình sản xuất biết học sự buồn biết em cụ dùng mình học thân อันนี้พาดอะไรก็รู้สโตร์สโตร์ ประมาณไหนเว็บโดยเฉพาะมือยังธรรมดาจ้ะกูสโตร์กูด่ากูด่าวินทันสโตร์จะได้กูด่าวิน này tiết anh ấy CPU dùng vô màn khó nó sẽ dùng bị khó hay chứ anh ấy bởi sân chia CPU dùng nơi là khó ai phái nó trong ấy dùng một màn khó rồi là khó ai mà cũng khó ai sẽ vẫn chụp nên một người đọc khó and number processor đó trong trong một khó number mỗi CPU mình bị khó number CPU per khó mình dùng next anh dùng vô dish đi dùng vô tập trạm G chứ ô với G vị trí ai sai bài ni yo ram ni ram vì đồ thân si ram bị buồn thì nhá ram pg next ni nát để cụ ai sẽ để cái bản next input output về bọn cho mỗi được control hạn đi port bọn đi đi create virtual đi chúng ta cần đi hạn đi ở virtual machine hoặc machine mới được bao Windows thân hạn đi chúng ta màn chi nó cũng là phải chi bạn này phải chi next next finish chứ anh ấy được cứu bàn machine sắp bạn này mật chứ cam thì việc biết cái gì cam thì mới được bảo làm cam machine sắp bạn này mật nhưng được cứu bàn bằng cả Windows mà sân spa này mất hết phần tay mà sân spa này mất dưỡng tân nguyên OAT nó có lẽ nó bị dưỡng chọn thì cái chọn một cái người cầm hôn nhưng có bạn đã dưỡng expand mà chọn chọn viết cài viết hay rẽ bây giờ này ai dưỡng ai cài bạn chấp bất tâm ở khu vô CD
I use draw file ISO. ISO is Windows 10 còn cũ. ISO Windows 10 ai học buồn. 10. Ok. Cho nên dựng đã CD chỗ ở dưới chập đám đầm lại Windows 10. Chương trình của phụng là thôi ca đầm lá. Chương là ca đầm lá nhưng chậm lại về riêng dù mình tích. Chương đi dương đầu thánh đi khi bố chương trình chương next install. Chúng ta nên bật activate key, bật license, như anh pre-activate, key ground tin mà, activate. Chương dựng chạy next trả sắp hãy sẵn dựng chạy next được rồi gì ai vô làm cái các bạn vô custom trên khu vô khác custom nếu hắn đi thì dùng và cả một mình mà phải chi cả một mình phải chi là dùng bảo vệ tên mà phải chi nè new person như dòng các person thử mấy mùi tiết các bạn nhưng bây giờ trong các person thử mấy mà dựng đạt là này đọc đọc một phải bốn này này mình thử mấy các person mà chi phụ này chỉ phì chứ gì cho ta lại mùi đó format này bây giờ anh format này ăn lộ hết đây gì cho nó dùng các person nhưng mình thử dựng bán phí đi ra vì trái chứ là lấy được lục vĩnh là tầm mà trái bằng với tùm hùng việc cực tế tùm hùng việc cực thế cô vô tầm ớt như mùa mới giờ tầm ớt cô đi đầm lại một vết cho nó dương rôn trăm bệnh tịch rồi dừng chậm lại chậm lại window mũi dừng chậm lại về riêng chu chọn đập ram để ti và là mau đập để ti đập ram ti nó bị phong cho mũi nó hạ đi bây giờ ta đi bây giờ sd và giờ dừng lươn thế dừng lươn chỉ dừng rộng trăm tích.
dương chụp lại phê riêng dù bình tích lâu bạn học xong vậy thì rồi hỏi thì dùng chật chọc hết nâng install lại update một tiếp thì dùng finish hết nó không vì với dương trong full screen như cho control alt enter hay bây giờ trong change mau change vì viêm vé window không viêm vé cho một cái đó vì chúng ta control alt nên chỉ default là về chứ dương shortcut khi dương ai cài ba này không viêm vé
dương cần nhận chùm này về tầm là mà sân phí tiền anh chùm này về rừng dù mình thích chân lý lục rù tầm là đồ thân tăng kinh đạo mà đã chọn đau vì stop mọi mình là đau vườn chân Windows vẫn sống dạy bộ bộ nước nghe chạy tầm là chân vì sẽ đi khi chúng mình đang Windows thân đây cứ có Windows Edge sẽ đi nghe thấy chân này chỉ cùng là nít rộng trăm tích expression team chẳng hạn như một computer là dùng đặt của user, chúng ta user password bảy 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 em ai đó đây
máy chẳng hạn đi được ba Windows vẫn mới tiết đã hàng số Windows vẫn mới tiết Windows thân nên đã cả những đồng lá nên cũng thể chấp đá process viên mình bố đi dự tài giải chẳng à nên dừng đồng lá chụp cháy hello được cụ bà cầm thì mũi Cisco với cái tracer chẳng biết chẳng dự án bọt chẳng dự nái về riêng dùm tích còn mình không thể dùng hiệp slow chương requirement giúp pra VMware và tích bấm port cũng tầm bao nhiêu RAM 4G là khỏi wifi mấy thứ mấy ở process chương chấm pra mà sân chỉ luôn phí đôi chỉ Windows thân đi mối chương chấm này RAM 2G hay Windows vẫn đi mối chương chấm này RAM 2G chương chấm bộ 7G hay nếu cùng từ hàng cao dương lý dương bộ si học của màn chi tiết slow tay chẳng slow tay chẳng phục lại ta cảm thấy chưa ra chắc là nên vì dương đấy hay được trong bộ tập hợp về quan điểm muộn đấy chắc như thao mặt đá về là dương cho phi tập hiện network phi tập hiện network chắc chỉ thao mặt đá về là dương cho phi tập hiện network vì computer mới dương trong prang sai direct cả bạn direct về dương prang direct dương chơi được một phép sai sai khoai nhé dương cập chơi phép sai khoai bởi vì computer tới computer đó chắc là mấy chữ khóa nhưng không lấy dân chữ lại sử nhạc tê thì máu hãy được không lấy dân chơi lấy cái đã copper straight through mũi tiết kiện đã copper crossover chắc được không lấy bật sân thì dân lấy dân lấy là của lúc này làm quấy chúng dùng chọn cái này dùng escape máu hơi dùng chọn cái dùng ready buy dùng chạy lên được bài máu ô chạy lên computer máu chúng dùng chạy lên computer hay dùng cũ hãy dùng chạy lên liền máu tổng mới tới dùng chạy lên nhà được tết dùng ai được sai được sai khoái hãy lấy dùng vô pha ý is need dùng vô pha ý is need dùng sai hãy bây giờ chọn lục vía bây giờ chơi nhà lại đi máu dừng lại dừng lục á bây giờ chọn cái chữ escape rồi cả dừng chơi đó cái nick trên của bạn này escape key máu nè rồi cả mũi tiết dừng chụp cho mũi đường switch nè chỉ thầm lại dừng chụp network dừng chọn là chọn switch nè dừng switch dừng cái dừng plug sai có thể sẽ tròn máu họ tìm mối nên dùng đau mối tiết chạy được cầm tờ dương máu hay chạy mối tiết chạy chạy lỡ họ tí tí pì chắc là họ được cầm tờ bao giờ không lấy dương ai đã IP là gần đây còn nấu nhưng dùng có đó được không lấy dùng IP được cả phí rồi không vậy chạy mà rối chết mùi làm phải bốn nên có sẵn là làm phải bốn chẳng hạn đấy chờ người tiệm máu rồi cả phí rồi hùng váy rồi phí slap phải buồn
ចឹងអានេះលើ VMware ចឹងនៅលើ VMware យើងមានកុំព្យូទ័រ 2 ម៉ាស៊ីន 2 ចឹងធំមិនយើងអាចភ្ជាប់វាឲ្យណាដូចនៅក្នុងនេះធំមិនយើងភ្ជាប់ធំមិនអាចឲ្យវាមានអ៊ីនធឺណិតទៅនោះមានបានចឹងដើម្បីវាឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតទៅនោះគ្នាបានក្នុងកន្លែងនេះនេះអាស្វីតណាចឹងនៅកន្លែងនេះនៅលើ VMware យើងចូលមក VMware មកចឹងនៅលើខាងក្រោមនេះចឹងនៅខាងក្រោមនេះយើងអាចចុចលើនេះមកយើងជួបវាសិតធីងវាសិតធីងនៅក្នុងនេះយើងយកពីខាងស្តុក
Rồi mùi à, chào chừng dừng vô phần nâng máu nét không bình khẩu số phần rồi muối ta tạm rụng vào chứ ai bình khẩu thần nhiều được nía cà phê và hồng vấy sạch thế vừa rồi cà phê và hồng vấy mà rồi pi cái thêm đó vậy sọc bình nè chứ những đọc sai rồi hơi những đã IP rồi hơi chứ chân tay tới Windows vẫn đó chân còn một việc nếu những dòng tay tới Windows vẫn những chỗ lơ không tới đi máu mà nè cho nên đôi khi cho Windows thánh chứ nó dùng trực lại sợi đi máu dùng vài biện si ấm CMD chỉ thơ má giờ bà xong mới phím rồi cà phí rồi váy mà rối mùi dựng trên việc apply ní mình để thà dựng ai tìm lại tình đồn tận đào computer đại miền IP rồi cà phí rồi váy mà rối mùi nó phải khá dựng phim tới ọt score lì phim tới ọt score thế mình thà bị ọt tận đào về đại vị underscore và là open network and sharing là dùng một hàng cloud miễn việc và là một firewall firewall là không nên miễn việc turn on được cả turn off nên là không nên về dùng drama về chụp này nhé in block này nó default of it thì sao phải dùng pin từ chung vào Windows thân dân bình máu dân dân hình tất nhiên request time time out nằm mì vì mì này thà vì tao đã tận lưu lên network nữa tao đã và nó tao bắt đầu computer để mình IP rồi cà phí rồi hồng vấy rồi mùi để xa ấy để xa nơi nông Windows thân đi chứ chụp chụp firewall nó chứ nó không đi vì mình public nè chứ mới sân diện đỏ public lỏng ở nhé cho firewall lỏng mà đặt bật nếu như đọc public mới dự ai cho bà dự ai cho bà chứ về là dân cho à xe nhưng mình là dân vì Windows thân tân đo Windows rồi vẫn vì dân tự bàn còn tái dương mình đang thả là lơ Windows hiện là lơ ông mà thả chế pin đi pin đi mò đi bà còn tái dương mình đang thả pin đi mò đi với ban đưa cơ mình bàn để chắc là bay nít chứ chứ ảnh tay mới anh chứ chô là lơ Windows vần mình mà anh như si ấm si ấm đi chứ như pin thì tập đoàn Windows thần với cà phí rồng váy muối vì failure nè thế mất score thế ô mất score mà rồi pi cũng đại thì khó the first time out mình thả mấy chẳng bị chộp này đôi khi nè chộp chàng phương được nè chẳng là bây chộp dân tận đọc mình mà cho tới Open Network and Sharing Center hay vô Windows Firewall chỗ đi cái này không đi bây giờ đã public tập án private chứ block đây cho một Windows 1 như vậy mình copy Windows 1 nó bị thân biệt bản phép chia chẳng đồ thân dơ ấy thật ông là gì nữa nó bị dơ nó không bị đồ thân bản phép chia đồ
chẳng hạn là dùng off on đó. Dùng mà sàn tiết. Chẳng dùng squat này ai. Nè. Chẳng dùng cho sạch này tụi mình đảm bảo. Này thì chúng con chấp trâm chấp ram score như thế thì chúng cho sạch này tụi mình tầm máu nhé chẳng sầm rập Windows thân rồi có Windows vẫn đam bay thân như sản phẩm hiếp chắc lúc ta đã công tơ bao giờ nó biến username password nè cái username password nó biến ở tận nào nè chứ mà đàn này dừng chọn đấy dừng chọn cả lại form á chạy window này có prop để sign out cái dừng chọn màu nè ni anh ấy cái hạt tài vũ user nè user dừng bài password bây giờ dừng chọn á anh ấy không bây giờ anh ấy window thân lớp một window vẫn một vừa dừng với anh ấy window vẫn dừng sửa chứ dừng bị lock off vì có thân nhập vào cái sign out nên chỗ mới dùng bài mũi tiết nè anh ấy dùng ông mà ta dùng click đặt password ta dùng chọn ta đặt password bao giờ như ta đặt nào nè chân được không biết chân chọn cho Windows Explorer mà khi Windows E mà thì chuyện mà sẽ nắm dù kia manage mình vô local user group nè user nè chúng ta nấy user nè lại nấy cứ full nè không cho lắm nè thì chọn đặt password nhưng cho set password anh ấy vô password chấm ô ok chắc là công tơ đầu chấm này user password là 1.2.4 thế nào hoàn đi chỗ mình chỉ là chỗ mình đâu cáo chỗ mình đâu cần nó với đó thế nào không lấy chấm miền nhầm chọn chai chấm miền ai cái xa mũi là lập chấm cả folder mùi là tab chúng chọn mouse đám chụp biệt property sharing thì chọn sharing đi các bạn thì bây giờ chọn advanced đi các bạn nhé như này chọn chọn advanced mà anh chọn permission chỉ anh ấy default cái thứ everyone anh mới khởi folder bây giờ nữa chọn remove cháu chọn add trước chọn see out bây giờ như account mỗi chúng ta user chọn chọn name mà tại sao nè đưa cái dương chạy ảnh phát dùng biểu file phá nhà dùng mở user chạy user ok chắc ai mình sẽ đây và mình sẽ là full mình sẽ bình lấy để ốp ok chứ trong xe bàn hỏi chứ dùng chân thơ ca là lỡ mùi tiết chẳng như chung vào Windows thánh nè chung vào Windows thánh nhưng cho họ xét nhưng chung lại thì các bạn dùng vài slash mà nhưng dùng vài IP rồi bó cùng như tớ Windows 7 nè cái video đầm rồi dùng vài username vài user vài password nè chân này folder chặt của bạn xe thì muốn này folder xe nữa xe muốn bộ máy nhân xe ở mình sẽ read read lại nè read and check nè chân dùng ai cắt folder nó không lên cả bàn chân ai cắt file nó không lên cả bàn nè hay ai copy copy cho các bạn nào mà thấy mình file mũi nữa
tin này copy chỗ Now, let's share. Yeah, man, we did it over next time. Okay, I'm going to share. Advanced sharing permission and you remove everyone check advanced profile user user you can set out there read mean that you can write for a folder and money got to be copy and number I guess I close. Hey, Joe Mobin Do Tan Yung Wing. Hey, Joe Annie Wing, your sending folder there. Ta. Joe Mana Promit Jump Jump again, Jump Card folder, on the set. Jump Card File Learner, on the set. Jay Joe Admin Set for a learning day. Joe Madan Alert Windows of Annie. Nên chúng cho một Windows số phấn chúng mình ảnh sáng copy cho folder data chắc chúng cho một Windows thân nhưng cho một đôi khi ngoài IP chẳng bao giờ một hình mà ngoài IP của Windows số phấn chúng lượt tìm mua dân chỗ hỏi chân lượt tìm bí viên ở tìa dân bài username password cho công tờ Windows vấn đề tìm chứ mà ta chưa lọc phải cho nó lộp lộp quá nữa lộp cứ ảnh mình sẽ lộp thề chứ mình sẽ đẩy thề ảnh mình đẩy thề nằm mà chưa copy chanh thì ai copy bán copy mình sẽ trầm lên tên chứ lẽ cả nạp bạp đó như là tập hiệu tụi phiên network chứ mà nó dùng CP Windows thân đối với Windows chẳng như thế là lâu chứ không Windows thân luôn chạy vì bị bọn mùi nâng user and password được nè chẳng user password nhưng cho Windows key email mà dùng chuyện mà sẽ làm dùng viện manage user password thì ai set password set ai ba nâng lên nâng set password trên trong một cái user thức mấy các bạn lấy new user nâng nhìn một cái user mới user test password mà đấy lấy cái đàn đấy nâng trong một cái đây là một cái user test thì chúng mình user p user test user chúng mình chọn chọn đi chúng mình biết sign out đây chẳng như thơ mấy lại for lại for mỗi chữ sign out chọn đi test thay mà mỗi ký bài chừng là cam một đồng bốn dùng ba dùng cả dụng sơ thông mây muối chừng rừng slow tên đừng dựng tên để qua được mọi người user bao giờ chờ đấy còn nhiều tại thế lâu rồi mà không biết chọn chạy anh ấy folder user or user để dùng cả cái user
Chúng ta lục user nâng vinh sau vinh chúng ta sẽ làm được việc manage delete mà chân chọn nhưng được nói chân chọn để dân sạch ai mà ta khơi user càng cao miền cái gì trực lại ní nè chọn miền khơi tế thì tập mùi tế chân lấy giường chân giường này chỗ mà thế ở mà được chọn xe vì Windows thân tổ mình xe Windows thân ta bất lệ phải nào biết đâu đôi khi nia tiền chứ là nhầm cả folder lâu chứ hay nhầm chạy mouse sẽ đám cái việc cầu thí series hay còn series mission remove cho mình nhiều lấy file user mà vài sao chúng là user sẽ có bình đẩy nữa ok lại chúng xe rồi hai chứ là nếu trong châu tờ Windows và cái chứ sẽ được nè không biết dùng phải làm một vài IP rồi bó Windows thân Windows thân chỉ dùng chầu nữa và sân vì anh ấy để sao vì lệ cái nào vì mình chuyển đổi được cái này nhé tiền đấy chỉ dùng Android 3 là không Windows thân mà nhớ vì cái con này tiền username password advanced sharing on password protection. Đây sao sao profile về đôi kia. Nè, xin về tía username ấy đôi nè, anh ấy về tía là việc dạng tía nè. Chẳng hạn anh ấy nó không Windows thân, bây giờ ta làm kiếm vì ở bạn là không tờ chung không tên name thì bởi không tên name một nhóm property không tên name một nhóm chẳng chung quên lại cái nhóm trang như tớ user PC internet đầu rồi bia bắt đầu cùng đi start đi start chân đồng nào cả bạn nên nè đồng nào cả nó nghe tao peer to peer network chắc là không đi cô lần thuê mùi tiết là dùng phía tập hiện nó dùng xe ai xa thì ai bàn rồi rõ hơn chứ là cô thuê mùi tiết bị con cho mùi nữa thuê mùi tiết nó bị con cho mùi nâng remote network nữa thì mốt mình tha như mình bạn nhạc sẽ to lên được công tơ nâng tế cho mà đã được rút cho nó là Windows thần ta được rút trong cơ cao nó là Windows vẫn chứ được rút đào từ 3 qua công tơ Windows vẫn này chứ được rút còn là
show the window 10 hay bị chia window 7 bạn khi đọc bài thơ viết dương bởi lý chương dương cho window explorer mà từ khi ní chạy mà sẽ đám chữ viết đồ vật thí tương hồn sật thình nói dưới hello nation I share and it's a deal you need that you share your file and user so we see okay and then you check it out well check it out you check window class you button it I mean set to a day window class you enter one any more chúng chấm show là lơ tổng áp chấm show là lơ Windows 7 ở Windows 10 Windows 10 chấm bị chia nó chấm bị chia rồi mấy chiều như có phải cảm thì muốn nào remote desktop connection tổng món đi dùng bài computer name các bạn dùng bài IP address check chung bài IP address của Windows 7 bài IP address Windows 7 mà mới chúng ta dùng bài user check user ta một bài đầy dưới phơ một mình á như ok chẳng phải nâng cứ chung bị chia lơ thực ra lơ Windows 7 3 này Windows 1 nó chỉ trong trả tranh với coi là nhiều phần ảnh về mình tranh về mình trong mà thời gian trong phải chia pin Windows thân tới mình học pin số vấn màu thời gian pin Windows số vấn màu Windows thân mình nhưng mà nó như thời đại kia mình chọn mà sắp tắt bị phong thế bị remote sắp thế remote vô hello by remote desktop nation and you by IP the window turn and show the windows even this word cho là lớp Windows thì nó thành bản chân là sử dụng vệnh máu như bàn kẹp quan để mùi nông phía tập phía network ngày ní chân dừng sử dụng vệnh máu thì mỗi cư những thơ phía tập phía network hay tí phí cư dừng thơ remote network nè. Chân phía tập phía network ní một là tìm mỗi cư phía tập phía network dừng bàn đầm là Windows tổng hóa chứ pra VMware là bài chọn network pra VMware là bài chọn tiết có một tiết chữ share nè chạy đồng lê chạy đồng lê data kia
ຈັ່ງໃດເນາະລູກຄູບານບໍລິຫານປີຈຫນອຍທີ່ 1 install VMware. Install Windows. ហើយសូមធ្វើការងាររួចរាល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ print screen ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដាក់នៅលើ Microsoft Word ណាហើយជាផ្ញើជាហ្វឺនមកលោកគ្រូក៏បានឬក៏ផ្ញើជា PDF មកលោកគ្រូក៏បានអញ្ចឹងលោកគ្រូអរគុណច្រើនចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការអនុវត្តណាអញ្ចឹងទៅវិញ complete អនុវត្តហើយធ្វើ homework ផ្ញើមក Telegram គ្រូ direct ផ្ទាល់គាត់ច្រើន